Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Quý vị thân mến, ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ giới thiệu cho quý vị một công trình nhà vườn với lối thiết kế đó chính là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật một tầng. Và công trình này của chúng ta thì đang được thiết kế cho gia đình anh Trần Ngọc Tuấn có địa chỉ tại Hưng Yên, Bắc Hưng Nguyên, Nghệ An. Và đối với công trình này của chúng ta thì rất phù hợp đối với những công trình nhà vườn rồi, bởi vì chúng ta sẽ có một khoảng sân xung quanh rất là rộng rãi. Ngoài ra, cái việc chúng ta kết hợp giữa phong cách hiện đại này với cả hệ mái Nhật đem lại được rất nhiều những cái ưu điểm cho ngôi nhà. Thì lát nữa chúng ta sẽ cùng phân tích về những cái đặc điểm về ngoại thất cũng như là nội thất của công trình. Còn đây chỉ là một trong những công trình tiêu biểu thôi, quý vị vẫn có thể tìm hiểu thêm trên các kênh thông tin trực tuyến khác của chúng tôi. Và để nói về Mark Home thì chúng tôi có hai trang web lớn, đó chính là thiết kế thi công trọn gói .com cũng như là markhomegroup.vn. Khi mà quý vị truy cập vào hai trang web này sẽ có thể nhận được toàn bộ những thông tin về chương trình ưu đãi khuyến mãi giảm giá để tri ân tới khách hàng mà Mark Home sẽ thường xuyên cập nhật phía bên trên trang web. Và đối với phía Thanh Công Cụ này, chúng tôi sẽ cập nhật những thông tin cơ bản từ những cái văn hóa tuyển dụng của Mark Home cũng như là về những mẫu nhà đẹp, những cái dịch vụ thiết kế nhà đẹp, thiết kế nhà vườn, nhà cấp 4, nhà ống đẹp, thiết kế nhà hiện đại và thiết kế biệt thự. Ngoài ra, những dự án hoàn thiện và những dự án đang thi công chúng tôi sẽ cập nhật phía bên trên trang web này để quý vị có thể nhìn nhận một cách trực quan và sinh động hơn, xem rằng là cái công trình mà chúng ta hoàn thiện thực tế nó sẽ đẹp như thế nào so với bản vẽ thiết kế. Và có một điều đặc biệt, đó chính là cái phần kinh nghiệm. Ở đây chúng tôi sẽ cập nhật về những cái cẩm nang xây nhà cũng như là những cái kinh nghiệm phong thủy. Đây chắc chắn là một cái nguồn kiến thức rất là bổ ích nếu như quý vị muốn tìm hiểu để tự xây dựng cho mình một ngôi nhà, một công trình thật là đẹp. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi sẽ có một kênh YouTube, đó chính là kênh Mark Home, có số lượng người đăng ký lên tới 137.000 người đăng ký rồi. Và không chỉ là có kênh YouTube Mark Home này, chúng tôi còn có cả một hệ sinh thái Mark Home như vậy. Với kênh nhà đẹp Mark Home có số lượng người đăng ký là 1,57 triệu người đăng ký, kênh lâu đài Việt là 426 người đăng ký, kênh Mini Home nhà giá rẻ có số lượng là 1,97.000 người đăng ký và kênh kỹ sư Chế Thanh là 270 người đăng ký. Đối với ba kênh YouTube này chính là ba kênh YouTube mới ra mắt của Mark Home. Tất cả những kênh YouTube này chúng tôi sẽ cập nhật những cái công trình chuyên sâu hơn, cụ thể hơn. Ví dụ như kênh lâu đài Việt, chúng tôi sẽ cập nhật những mẫu công trình cực kỳ là hoành tráng, đồ sộ trên đất nước Việt Nam. Còn đối với kênh Minhome nhà giá rẻ thì chúng tôi sẽ lại cập nhật về những công trình nào có mức đầu tư vừa phải và hợp lý. Và đối với kênh kỹ sư Chí Thanh thì chúng tôi sẽ lại đăng tải cái quá trình mà chúng tôi đi thanh tra giám sát xem rằng là cái công trình mà chúng ta đang thực hiện nó có sai sót ở đâu hay là nó đã đảm bảo theo đúng cái bản vẽ thiết kế hay chưa. Và đối với tất cả những kênh YouTube này, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật tới khách hàng khoảng tầm là từ 2 đến 3 video một ngày để phục vụ nhu cầu theo dõi của quý vị khán giả. Và ngoài ra chúng tôi sẽ có một fanpage Facebook với tên đó chính là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home. Ở đây thì cũng đã có số lượng lên tới 65.000 người theo dõi rồi. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật những mẫu công trình đẹp hay là những cái thiết kế đẹp dành cho quý vị. Và quý vị có thể nhắn tin trực tiếp qua fanpage này hoặc là liên hệ qua các số hotline mà chúng tôi sẽ cập nhật trên đầu các trang web. Đó chính là 096 445 8888, 0828 133 333 hoặc là 0924 099 999. Và ngoài ra, quý vị cũng có thể đến tham quan tại các trụ sở của Mark Home. Hiện tại thì quy mô của Mark Home đã trải rộng trên khắp mọi miền của Tổ quốc Việt Nam. Ví dụ như tại miền Bắc, chúng tôi có địa chỉ tại 180 Phạm Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Tại miền Nam, chúng tôi có địa chỉ tại số 162, 164 Cộng Hòa, phường 12, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Và tại các tỉnh miền Trung, chúng tôi có địa chỉ tại số 287 Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh. Tại các tỉnh Tây Nguyên, chúng tôi có địa chỉ tại số 34 QL14, xã Hòa Khánh, thành phố Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk. Và tại Bình Dương, chúng tôi có địa chỉ tại 578 H8 tổ 6, ấp Phú Thuận, xã Phú An, thị xã Bến Cát, Bình Dương. Khi mà quý vị đến tại các trụ sở này, quý vị không chỉ là được nhận tư vấn trực tiếp mà quý vị còn được tham quan showroom của chúng tôi. Ở đây thì chúng tôi sẽ trưng bày tất cả những trang thiết bị vệ sinh, những vật liệu mà do Mark Home sản xuất và phân phối độc quyền. Đây cũng chính là một cái thế mạnh và là niềm tự hào của Mark Home khi mà chúng tôi có thể đưa những cái sản phẩm này từ nhà máy sản xuất đến tay người tiêu dùng một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngoài ra, nếu như quý vị lựa chọn một đơn vị có thể cung cấp được những vật liệu từ trực tiếp nhà máy đến tay của người tiêu dùng thì sẽ có thể hạn chế được rất nhiều những cái chi phí giao thương buôn bán. Ví dụ như là một thùng sơn này, quý vị ra ngoài cửa hàng quý vị mua thì sẽ mất khoảng tầm từ 10 đến 15% chi phí cho mỗi cấp như là tổng vùng, tổng kho, bến bãi rồi là cửa hàng, bởi vì là chúng ta sẽ phải có cái chi phí giao thương buôn bán cho các cấp đó rồi mà. Còn nếu như chúng ta nhận được những cái sản phẩm từ trực tiếp nhà máy sản xuất ấy thì nó sẽ hạn chế được toàn bộ những cái giá cả giao thương buôn bán đó. Và ngoài ra, chúng ta còn có thể chắc chắn một điều rằng là tất cả những cái nguồn trang thiết bị vật liệu này đều là nguồn chính hãng, không lo về hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Được rồi, cùng quay trở lại với công trình chính của chúng ta ngày hôm nay thì như đã giới thiệu với quý vị rằng công trình này được thiết kế theo loại hình là phong cách hiện đại kết hợp với cả hệ mái Nhật một tầng thì đã đem lại được rất nhiều những ưu điểm vượt trội
cho một ngôi nhà vườn chúng ta. Thứ nhất, để nói về cái phong cách hiện đại này, cái đặc điểm nổi bật của nó để chúng ta có thể phân định được giữa cái phong cách hiện đại với hai phong cách khác là phong cách tân cổ cũng như là phong cách cổ điển classic, thông qua những cái khối hình rất là vuông vức ở đây, sẽ không có những cái phù điêu trang trí hay là có những cái phào chỉ hoa văn. Nó sẽ giúp cho công trình chúng ta mang một cái giao diện cực kỳ là khỏe khoắn và trẻ trung. Và bên cạnh đó thì nó lại còn giảm thiểu được chi phí đầu tư cho công trình nữa, bởi vì là so với cái phong cách tân cổ ấy, chúng ta sẽ phải làm rất nhiều những cái phào chỉ, và cái điều đó sẽ dẫn đến cái việc là cần yêu cầu đội ngũ tay nghề thợ thi công rất là cao. Thế nên là cái việc chúng ta làm một cái ngôi nhà phong cách hiện đại như này thì sẽ có thể giảm thiểu được cái chi phí đầu tư cho nhân công xây dựng, quý vị nhé. Và đối với phong cách hiện đại này, chúng ta còn kết hợp rất là hài hòa với cả là một cái hệ mái Nhật nữa. Chúng ta sẽ có những cái hệ mái khác nhau, ví dụ như là hệ mái bằng này, hệ mái Nhật, hệ mái Thái, hệ mái Mansard, và mỗi cái loại mái này. Và với mỗi cái loại mái này, chúng ta sẽ đều có những cái ưu điểm và nhược điểm khác nhau. Thứ nhất là về cái hệ mái Nhật, nó xem là một cái hệ mái cao đấy, thì sẽ có thể chống chịu được những cái tác động của thời tiết tự nhiên môi trường xung quanh rất là tốt. Đầu tiên là nó sẽ có một cái độ dốc tự nhiên rồi, như thế này thì nó sẽ có thể hạn chế cái sự tù đọng của nước mưa phía bên trên phần mái nhà ngay sau khi mà mưa xong. Thậm chí là vào những ngày hè, ngay sau khi vừa mưa xong mà mái đã dóng nước và thậm chí là hanh khô rồi, thì nó đã giúp cho cái phần sàn mái chúng ta không lo những cái vấn đề như là bị thấm, bị dột hay là bị nứt vỡ giống như là những ngôi nhà hệ mái bằng. Và một cái ưu điểm thứ hai đó chính là sẽ có thể cách nhiệt rất là tốt, bởi vì cái không gian giữa cái lớp mái ngói này với cả là cái lớp đổ trần bê tông của chúng ta đã tạo ra một cái không gian đệm để có thể cách nhiệt rất là hiệu quả một cách tự nhiên rồi. Thì chúng ta sẽ không lo rằng là những cái ngày hè ánh nắng nó chiếu vào cái phần sàn mái và không gian sống phía bên dưới chúng ta bị oi bức ngột ngạt khó chịu. Nếu như mà chúng ta đầu tư cho những ngôi nhà hệ mái bằng ấy thì sẽ phải làm thêm những cái biện pháp chống nóng, ví dụ như là làm thêm cái lớp mái tôn cách nhiệt phía bên trên này, hoặc là làm thêm cái lớp chắn thạch cao ở phía bên dưới phần công năng nhà sử dụng của chúng ta. Đó, thay vào đó chúng ta hãy đầu tư luôn cho một cái mái Nhật như thế này thì nó rất phù hợp, vừa đẹp về giao diện này mà còn tốt về cả những cái công năng sử dụng. Và đối với cái mái Nhật này, nó lại có cái chi phí rẻ hơn so với hai loại hệ mái cao còn lại, ví dụ như là hệ mái Thái cũng như là hệ mái Mansard, bởi vì là cái chi phí đầu tư cho vì kèo mái ngói, cái vật liệu nó sẽ không cần phải đầu tư quá nhiều, quá đồ sộ như là mái Thái, hoặc là về cái chi phí nhân công xây dựng không cần phải kéo dài cái thời gian thi công công trình, hoặc là cái nhân công xây dựng chúng ta không cần phải đội ngũ tay nghề quá là cao như là hệ mái Mansard. Vậy là chúng ta lựa chọn cái hệ mái Nhật này kết hợp với cả là phong cách hiện đại đã là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời cho một ngôi nhà vườn rồi. Và ở đây chúng ta còn có một cái phần mái đua ra nữa. Đây chính là một cái đặc điểm rất nổi bật của một cái ngôi nhà hệ mái Nhật, thì chúng ta sẽ có thể lắp đặt những cái hệ thống đèn downlight ngay phía bên dưới này. Và những cái hệ thống đèn downlight này kết hợp với cả những cái đèn chiếu vào ban đêm, nó sẽ tạo ra những cái màu sắc tương phản nổi bật với cả những cái không gian xung quanh công trình. Nó làm cho những cái mảng tường bao của công trình nó càng rực rỡ hơn và lung linh vào ban đêm. Và đối với cái sảnh chính của công trình này, chúng ta đang đầu tư đó chính là hệ thống bậc ngũ cấp đi lên, quý vị nhé. Với bậc ngũ cấp này, chúng ta sẽ bao gồm là 5 bậc biểu trưng cho hệ ngũ hành là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, rất là tốt cho phong thủy. Ngoài ra nữa thì ở đây đang có sử dụng hai màu sắc khác nhau giữa mặt bậc và cổ bậc này, nó sẽ làm cho cái việc chúng ta di chuyển đi lại sẽ dễ dàng hơn, tránh việc là bị nhìn nhầm hay là bước hụt. Với cái kích thước là 5 bậc như này, thường nó sẽ rơi vào số đo là 750mm, thì chia đều ra nó là cái kích thước rất là phù hợp đối với cả người Việt Nam chúng ta sử dụng rồi. Khi mà chúng ta di chuyển bước lên bước xuống thì không cần phải quá là cao đầu gối, hoặc là nó không bị quá là thấp, nó rất là vừa chân. Đối với cái sảnh chính này, chúng ta có thêm hai cái cột trụ ở hai bên nhé. Như quý vị có thể để ý ở đây rằng là nó đang được thiết kế rất là đồng điệu với cả ngôi nhà, bao gồm những cái khối hình vuông vức và thậm chí là cả những cái đường chỉ âm cột, nó sẽ cùng với cái màu sắc xung quanh luôn. Đó thì nó đã tạo ra cái sự đồng nhất rồi, và người trong giới chuyên môn nhìn vào cái là sẽ nhận ra ngay rằng công trình này đã được thiết kế bởi đội ngũ tay nghề kiến trúc sư có trình độ, có chuyên môn. Và phía bên trên này, chúng ta cũng sẽ có một cái hệ mái của cái sảnh chính này, nó sẽ đồng nhất với cái mái Nhật của toàn bộ công trình luôn nhé. Đối với công trình chúng ta như này, tôi đánh giá thiết kế nó rất là đẹp rồi, không có một cái lỗi nào cả. Và đối với công trình này còn có một cái điều nữa cần phải quan tâm, đó chính là về cái hệ thống cửa chính của công trình, quý vị nhé. Cửa chính này chúng ta sẽ có rất nhiều những cái vật liệu khác nhau để lựa chọn trên thị trường hiện nay. Và với mỗi loại cửa đó, chúng ta sẽ có những cái ưu điểm, nhược điểm khác nhau. Ví dụ như là đối với những cái loại cửa gỗ tự nhiên chẳng hạn, thì nó sẽ có cái ưu điểm là đối với cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá
cửa chính làm bằng cửa gỗ tự nhiên nó rất là sang trọng. Tuy nhiên thì với thời tiết bây giờ đã thay đổi rất là khắc nghiệt rồi, nếu như mà chúng ta làm cửa gỗ tự nhiên thì một vài năm thôi là nó sẽ bị cong vênh hay là mối mọt, khiến cho cái cửa của chúng ta nhanh chóng xuống cấp và cái việc chúng ta mở ra đóng lại sinh hoạt hàng ngày cũng rất là khó chịu. Thay vào đó chúng ta hãy lựa chọn sang một loại vật liệu khác, đó chính là cửa thép vân gỗ. Với cái việc lựa chọn vật liệu nhân tạo như thế sẽ hoàn toàn không phải lo về những cái hạn chế như là cong vênh hay là mối mọt. Ngoài ra nữa thì cũng sẽ có rất nhiều những cái hãng khác nhau, rất nhiều những cái thương hiệu khác nhau trên thị trường hiện nay rồi, chúng ta có thể tha hồ lựa chọn. Và cái giao diện của nó thì sẽ không khác biệt gì so với cửa gỗ tự nhiên quý vị nhé, vẫn đảm bảo được cái tính sang trọng và thậm chí chúng ta không thể nào phân định được đâu là cửa gỗ tự nhiên, đâu là cửa thép giả vân gỗ nếu như mà chúng ta không lại gần và chúng ta sờ vào phía bên trong. Và đó là về phần ngoại thất của công trình, còn sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về bản hồ sơ thiết kế. Đối với tất cả những cái bản hồ sơ mà do Mark Home thiết kế, chúng tôi sẽ đều đầy đủ tất cả những nội dung từ hồ sơ kiến trúc này, hồ sơ điện nước, hồ sơ kết cấu cũng như là về bản dự toán của công trình. Đầu tiên về bản hồ sơ kiến trúc, chúng ta sẽ có một cái mục lục bản vẽ kiến trúc đầy đủ tất cả các nội dung như là danh mục bản vẽ này, mặt bằng định vị công trình, mặt bằng tổng thể, mặt bằng bát trạch phong thủy, mặt bằng bố trí nội thất, mặt bằng xây dựng, mặt đứng, mặt cắt, những cái chi tiết vệ sinh, cầu thang, cửa đi, cửa sổ. Và tất cả những cái chi tiết như thế này cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công cũng sẽ chuẩn chỉ theo đúng với các bản vẽ kế hoạch, tránh tình trạng là chúng ta xây dựng mà bị sai sót, cần phải sửa đi làm lại thì nó mất rất nhiều thời gian công sức, thậm chí là tiền bạc của gia đình. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về trang vẽ mặt bằng định vị công trình. Tại đây sẽ có thể xác định được cái hình dạng và kích thước của lô đất này, cũng như là cái vị trí của công trình chúng ta sẽ đặt trên cái khu vực nào của lô đất đó. Và ngoài ra nữa còn có thể xác định hướng công trình dựa vào cái hoa gió phía bên trên trang vẽ. Cái hoa gió này của chúng tôi thì sẽ luôn luôn chỉ về cái hướng bắc, từ đó chúng ta xác định những cái hướng còn lại. Ví dụ như ngược xuống dưới sẽ có hướng nam, sang phía bên tay phải là hướng đông, sang phía bên tay trái là hướng tây. Và đối với công trình này của chúng ta đang có cái sảnh chính nó đang xuôi theo cái hướng là hướng tây nam quý vị nhé, và nó sẽ lệch về hướng nam nhiều hơn, nó chỉ sang một chút hướng tây thôi thì có thể là công trình này đã được điều chỉnh cái hướng để làm sao phù hợp với tuổi của gia chủ nhất. Thì để xem có thực sự phù hợp với tuổi gia chủ hay không, chúng ta sẽ đến với trang vẽ tiếp theo, đó chính là mặt bằng bát trạch phong thủy. Đối với trang vẽ này sẽ có thể nhận thấy thông tin gia chủ sinh năm 1989, kỷ tỵ, mệnh mộc, tây tứ trạch. Từ đó chúng ta xác định được bốn hướng tốt, bao gồm là hướng tây, hướng tây nam, hướng đông bắc và hướng tây bắc. Và như đúng như chúng ta vừa đoán rằng là công trình này là hướng tây nam, là một trong những cái hướng rất là tốt dành cho gia chủ rồi. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về mặt bằng nội thất của công trình. Trước hết là tầng 1, chúng ta sẽ có thể xác định chiều rộng mặt tiền lên tới là hơn 10m, chiều sâu là 17,6m. Như vậy chúng ta đã có tổng diện tích một mặt sàn lên tới 170m², rất là thoải mái về phía bố trí công năng sử dụng ở phía bên trong. Đầu tiên trong đây thì chúng ta sẽ có một khu vực phòng khách này. Phòng khách này chúng ta sẽ bố trí bao gồm là một cái bộ bàn ghế sofa nhá, kết hợp với cả là cái kệ tivi này. Kệ tivi của chúng ta thì sẽ có hai công dụng, vừa là có thể phục vụ nhu cầu giải trí cho gia đình này, vừa có thể ngăn cách giữa khu vực phòng khách cũng như là phòng bếp kết hợp với phòng ăn. Tại đây phòng bếp thì chúng ta đã bố trí luôn một cái bàn ăn có 6 chỗ ngồi để có thể thuận tiện cho quá trình chúng ta ăn uống ngay sau khi nấu nướng. Và bên cạnh đó thì hệ bàn bếp ở đây chúng ta đang sử dụng đó chính là hệ bếp hình chữ L quý vị nhé. Với cái việc bố trí bồn rửa cũng như là bếp nấu theo hai cái hướng khác nhau, tránh cái việc xung khắc thủy hỏa đối đầu. Và ngoài ra trong cái quá trình chúng ta nấu nướng ý, chúng ta sử dụng thì sẽ thuận tiện hơn khi mà chúng ta nấu nướng có thể đứng tại một vị trí giữa thôi, nhưng mà có thể sử dụng cả hai cái trang thiết bị cùng một lúc. Và liên thông với cả khu vực phòng khách, chúng ta còn có một không gian tiếp theo, đó chính là một cái không gian tâm linh của gia đình. Phòng thờ đã có một cái ban thờ hướng ra phía trước của ngôi nhà rồi, đảm bảo rất là tốt cho gia chủ, bởi vì đối với chúng ta vừa xác định công trình này đã có hướng phù hợp với tuổi gia chủ rồi, thế là những công năng phía bên trong chúng ta có thể điều chỉnh phù hợp theo hướng của công trình luôn, là nó đã có thể đảm bảo rất tốt cho phong thủy. Và tới những công năng tiếp theo bao gồm là ba khu vực phòng ngủ 1, phòng ngủ 2, phòng ngủ 3 đều đầy đủ những nội thất, bao gồm là một giường đôi này, một tủ quần áo, một bàn trang điểm làm việc cũng như là một cái táp để đầu giường, giúp cho căn phòng chúng ta sẽ gọn gàng sạch sẽ hơn. Mỗi phòng ngủ sẽ bố trí một cái kệ tivi riêng để phục vụ nhu cầu giải trí riêng tư cho gia đình. Và riêng phòng ngủ 2 của chúng ta thì còn có thêm một nhà vệ sinh khép kín nữa, đầy đủ những nội thất phía bên trong bao gồm một lavabo này, một bồn cầu cũng như là một vòi tắm sen. Và đối với khu vực nhà vệ sinh chung của công trình, chúng ta đã tách biệt hai công năng ra, một khu vực chúng ta đi vệ sinh này và một khu vực là chúng ta sử dụng cho nhà tắm nhé, có một cái vòi tắm sen đứng này với cả là một cái lavabo.
cái việc chúng ta tách biệt công năng như này thì sẽ rất thuận tiện cho quá trình sử dụng, hai người cùng sử dụng cùng một lúc mà không cần phải chờ đợi nhau. Và đẩy ra phía cuối của công trình, chúng ta sẽ có một không gian, đó chính là sân ướt. Sân ướt này sẽ có cái công dụng là sơ chế những cái thực phẩm này, hay là những cái việc chúng ta lau chùi tẩy rửa gì chúng ta đưa ra đây, chúng ta tẩy rửa thì nó rất là sạch sẽ. Và còn đặt luôn một cái máy giặt ở đây để có thể thuận tiện cho việc là chúng ta giặt rồi chúng ta có thể phơi đồ. Và để xem rằng là cái bản vẽ này của công trình chúng ta bố trí những cái bản vẽ 3D nội thất như thế nào, sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu luôn. Thì tại đây có thể nhận thấy rằng là cái loại gạch lát sàn của công trình đã được phối hợp rất là đồng nhất với cả những cái màu sắc của đồ gỗ nội thất công trình rồi. Với những cái loại vân đá này, ở giữa còn có cả cái gạch thảm nữa, nó làm cho công trình chúng ta sang trọng hơn. Và ngoài ra nữa thì nó giúp cho những cái đồ gỗ nội thất này nó càng thêm cái phần nổi bật hơn. Và ở đây công trình này của chúng ta sử dụng những cái loại đồ gỗ nội thất khá là nhiều. Thế nên là những cái rèm cửa ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái rèm cửa hai lớp nhé. Và sẽ có một cái màu nâu trầm thì nó sẽ phù hợp hơn, nó đồng nhất cái màu sắc cho toàn bộ những công năng trong công trình. Đối với những cái không gian phòng ngủ, chúng ta đã sử dụng một cái loại sàn khác, đó chính là sàn gỗ. Đối với sàn gỗ này chúng ta sẽ có cái tác dụng là vào mùa đông có cái cảm giác là ấm áp hơn, hay là vào mùa hè thì sẽ lại trở nên mát mẻ hơn rất là nhiều. Vậy nên là đối với các công trình chúng ta bố trí hai loại sàn như này tôi đánh giá rất là hợp lý rồi. Đây chính là một cái lối thiết kế rất là hay để quý vị có thể tham khảo. Và đối với hai khu vực nhà vệ sinh khép kín cũng như là nhà vệ sinh chung của công trình, chúng ta đã ốp gạch men đá lên cao kịch trần rồi để dễ dàng lau chùi vệ sinh, hạn chế sự ảnh hưởng của vi khuẩn hay là nấm mốc trong quá trình sử dụng. Đối với không gian sân ướt này, quý vị cũng cần phải lưu ý nhé, rằng cái việc chúng ta hạ cốt và đánh dốc cho cẩn thận, và ngoài ra còn kết hợp với cả những cái loại gạch chống trơn nữa để giúp cho quá trình chúng ta sử dụng không bị tràn ngược nước ra phía bên ngoài, và nó sẽ chắc chắn hơn, không bị xảy ra tình trạng là bị trơn trượt hay là vấp ngã. Và đó là về bản vẽ nội thất của công trình. Sau đây xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với bản vẽ kỹ thuật để cùng tìm hiểu về kết cấu chiều cao. Thông qua trang vẽ là mặt đứng chung 16, chúng ta sẽ có thể xác định chiều cao tổng thể lên tới 7m. Và trong đó chúng ta sẽ bố trí bao gồm là 750mm cho hệ thống bậc ngũ cấp phía bên dưới, 4,1m cho chiều cao thông thủy của tầng 1, và riêng phần mái nhật phía bên trên chúng ta đã đầu tư khá là cao rồi, lên tới 3m. Thì tất cả những cái tỷ lệ này, những cái thông số này nó sẽ đảm bảo được cái tỷ lệ hài hòa nhất khi mà chúng ta nhìn giao diện từ phía bên ngoài vào. Và ngoài ra thì những cái thông số này là những cái thông số còn đem lại những cái tính chất phong thủy rất là tốt. Phía bên dưới này của chúng ta thì cũng sẽ có hai trang vẽ về mặt cắt 11, mặt cắt 22 thể hiện những cái thông số của rừng sàn tường rất là chi tiết. Nếu như quý vị để ý kỹ thì những cái thông số kích thước của rừng, những cái độ dày, độ dài của rừng sàn tường này, cũng như là những cái vị trí của cửa đi, cửa sổ, hay là với những công trình nhà tầng chúng ta còn có cả vị trí cầu thang nữa, thì tất cả cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta thi công xác định được những cái tỷ lệ hay là những cái số đo kích thước một cách dễ dàng hơn. Và tiếp theo là về hạng mục điện nước của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ đầy đủ những nội dung từ ký hiệu thiết bị điện này, mặt bằng cấp điện chiếu sáng thông gió, mặt bằng bố trí ổ cắm internet, mặt bằng cấp điện điều hòa bình nóng lạnh, mặt bằng bố trí camera, mặt bằng chống sét tiếp điện, mặt bằng cấp thoát nước, những cái chi tiết lắp đặt thiết bị cũng như là những cái bảng thống kê thiết bị nữa. Tất cả những cái điều này cũng sẽ giúp cho quá trình chúng ta lắp đặt những cái trang thiết bị điện nước một cách dễ dàng hơn, xác định được những cái đường điện, đường nước âm tường mà chúng ta đi như thế nào, hay là về những cái vật liệu sử dụng cho công trình chúng ta mua sắm với số lượng là bao nhiêu thì cũng đã được thống kê ở cái bảng cuối cùng rồi. Chúng tôi sẽ luôn luôn có một cái bảng thống kê vật tư, vật liệu, thiết bị chính như thế này, sẽ giúp cho quá trình quý vị mua sắm không bị thừa chỗ nọ thiếu chỗ kia. Và mỗi cái hạng mục phát sinh của những cái hạng mục điện nước như thế này thì nó sẽ tiêu tốn rất là nhiều chi phí của quý vị. Vậy là có được một cái bảng như thế này thì rất là tốt cho quá trình chúng ta lắp đặt sửa chữa. Tiếp theo là về hạng mục kết cấu của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng cái giải pháp xử lý nền và móng, đó chính là móng đơn bê tông cốt thép. Đối với loại móng đơn này, quý vị có thể hiểu đơn giản nó là một cái loại móng đơn giản nhất rồi, có chi phí đầu tư thấp nhất, thế là bây giờ đang được sử dụng trong rất nhiều những công trình dân dụng. Và kết cấu của nó bao gồm những cái cột hoặc là chùm cột, nó có thể chịu được những cái tải trọng của hàng rào bờ tường xung quanh công trình. Và trong quá trình mà chúng tôi lựa chọn cái giải pháp này cũng đã thông qua quá trình đội ngũ kỹ sư của chúng tôi về trực tiếp tại địa bàn để khảo sát cái nền địa chính, xem rằng là cái nền địa chính đó chúng ta lựa chọn cái giải pháp xử lý nền và móng như thế nào cho nó phù hợp. Thế là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về cái việc chúng ta lựa chọn giải pháp này.
Và cuối cùng là về phần dự toán của công trình, thì tại đây chúng ta sẽ sử dụng một cái bộ công cụ rất là chuyên nghiệp và chính xác để có thể bóc tách những cái hạng mục này theo đúng cái thời điểm thực hiện, những cái giá thành mà quý vị có thể nhìn nhận rằng là nó rất là chi tiết, từ những cái phần thô này, phần hoàn thiện này, phần mái, cho tới những cái chi tiết rất là nhỏ thôi, từ những cái con kê hay là những cái bạt trải sàn chúng ta cũng sẽ được liệt kê rất là rõ ràng ở đây rồi. Và đặc biệt là đơn giá thành tiền chúng tôi có thể hiện ở đây để quý vị có thể theo dõi cái tình hình tài chính, kinh phí đầu tư cho công trình, cũng như là chúng tôi cam kết rằng là sau khi quý vị đã ký hợp đồng thi công trọn gói xong thì toàn bộ sẽ không phát sinh, không nâng giá, không thay đổi chỉnh sửa gì cả. Thế nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng cũng như là về giá thành đầu tư cho công trình. Và quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ thông tin về công trình của gia đình anh Tuấn có địa chỉ tại Nghệ An. Nếu quý vị có thắc mắc cần được giải đáp hoặc là có nhu cầu thiết kế thi công trọn gói, xin mời quý vị liên hệ tới hotline của công ty. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.